Kính thưa đồng bào thân mến, đến giờ hôm nay hầu hết nhân loại chúng ta đã và đang quay mặt với những phép lạ vĩ đại và những sấm truyền vô cùng quan trọng của cha trời thượng đế toàn năng ban cho nhân loại chúng ta. Tại sao thế? Bởi vì đây là những hiện tượng vô cùng đặc biệt, quan trọng và vĩ đại. Bất cứ kẻ nào đối diện với những phép lạ này đều phải ngỡ ngàng, kinh ngạc và lo lắng, vui buồn lẫn lộn, hoang mang lẫn lộn. Vì đây là những phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho nhân loại từ cổ chí kim. Đây là một trong những phép lạ vĩ đại của Thượng Đế ban cho nhân loại. Sau khi Thiên Chúa Giêsu về trời trình diện Cha Trời Thượng Đế toàn năng, ngay giây phút đó tất cả quyền năng trên trời, dưới đất và ở cõi càn khôn đã được trao cho Thiên Chúa Giêsu. Đồng bào nhân loại cần được biết điều đó. Và thưa đồng bào thân mến, tôi đã trình bày, đồng bào nhân loại chúng ta đã học hỏi được gì đối với những phép lạ vĩ đại mà tôi đã trình bày trên 4 năm nay? Và chúng ta cần làm gì? Cha trời thượng đế toàn năng bảo chúng ta thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết, những phép lạ mà chúng tôi đã trình bày cho đồng bào. Và dân tộc Việt Nam chúng ta đã được chọn lựa và mời gọi trước để làm những việc này. Thế mà hầu hết chúng ta đã và đang ngoảnh mặt làm ngơ vì chúng ta u mê, vì chúng ta hoảng hốt, vì chúng ta hoang mang, hay là vì chúng ta ích kỷ kiêu ngạo, hay là vì chúng ta là những con người vô trách nhiệm, những con người hết xài được, hay là chúng ta là những con khỉ chứ không phải là những con người. Đồng bào Việt Nam chúng ta, mỗi cá nhân chúng ta trả lời đi, nhất là những người ở tại Hon County thuộc California, cũng như những người đã và đang theo dõi chương trình của chúng ta bấy lâu nay. Kính thưa đồng bào Việt Nam quý mến, nếu chúng ta tiếp tục chậm trễ, ù lì, làm ngơ, ngoảnh mặt với sự kêu gọi của Thượng Đế cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, thì chúng ta sẽ mất tất cả. Hay chúng ta, tôi đang có giàu có mà, tôi đâu có cần chi đến những cái thứ này. Nghe lời chi cái ông này, ông nói, đừng nghe lời tôi. Đây là những biểu tượng phép lạ hướng dẫn nhân loại và kêu gọi chính mỗi chúng ta hãy nhập cuộc. Ngõ hầu chúng ta sẽ được bền vững đời đời kiếp kiếp, sống đầy ý nghĩa và sống mãi mãi. Và tất cả những gì Cha Trời Thượng Đế toàn năng có, Ngài sẽ ban cho chúng ta. Còn nếu những kẻ nào chối bỏ những phép lạ vĩ đại này mà không sốt sắng lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức, những kẻ tiếp tục chối bỏ
lời mời gọi của cha trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho, thì những kẻ đó sẽ mất tất cả. Nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở, theo lệnh của cha trời Thượng Đế Toàn Năng, cùng ông bà tổ tiên thánh thần Việt chúng ta, cùng hàng triệu linh hồn của những anh hùng chiến sĩ, nhớ những gì tôi vừa nhắc nhở.